Vâng. Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Clip hôm nay em xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc PAO đến từ thương hiệu Maxintosh, có model là MC462. Đây là một trong những cái chiếc PAO hai kênh đầu bảng của hãng. PAO Maxintosh MC462, đây là một trong những cái series rất là hiếm trên thị trường. Và con này thì có cái giá lít mới là đang bán là gần 400 triệu. Và bên em thì hàng lướt đã dùng và có cái giá chỉ trên 100 triệu thôi. Đó. PAO Maxintosh MC462 là một dạng PAO stereo và sử dụng hai kênh và công suất thì cực kỳ là khủng. Đó. Với cái thiết kế là cái mặt kính đằng trước thì các bác cũng đã biết rồi. Đây là cái thiết kế truyền thống của Maxintosh rồi. Đó, hai bên sử dụng hai chiếc đồng hồ VU rất là to. Và đây là cái đường bên đây là cái đúng master chỉnh tắt đèn và bật đèn. Đây em đang tắt đèn này, đó đi bật lên này, đó. Và bên này nó là cái power, đây là cái nút nguồn Maxintosh MC462, đó. Và cái kim đồng hồ VU rất là to và công suất của mỗi bên là 450W một kênh nhé các bác, 450W từ trở kháng từ 2 ohm đến 8 ohm, đó vô cùng là kinh khủng. Đó, và bây giờ em sẽ tắt máy đi và sẽ quay một vòng để các bác cùng trải nghiệm nhá. Và trước khi thì em sẽ quay cái phần trên để các bác này, các bác cùng trải nghiệm. Đó, với cái thiết kế là hai bên là sử dụng hai cái tai sách này, hai bên tai sách thì rất là khỏe mạnh, chắc chắn. Đó. Con này thì nặng tới 52,3 kg nhá. Đây là cái phía trên của chiếc PAO Maxintosh MC462. Đây là cái phần ô của cái phần nguồn này, chính giữa, nguồn chính giữa, hai bên là hai nguồn xuất âm này. Đó, MC462. Đó. Và con này thì là công suất 450W từ 2 ohm đến 8 ohm nha các bác, từ 2 ohm đến 8 ohm. Đó, và mỗi bên. Và đặc biệt là con này thì chạy tới 40 con sò than nhá. Là đây là hai bên là hai phần công suất chạy 40 sò than. Và bây giờ em sẽ tắt cái máy đi và em sẽ quay chi tiết hơn để quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng nhá. Đây cái nút power đây. Đó. Rất là kinh khủng. Đây là một trong những chiếc PAO. Chiếc PAO 462 này là dòng PAO stereo đầu bảng của hãng Maxintosh nha các bác. Đó. Thì rất là mới rồi, hàng lướt nhưng mà rất là mới. Cái giá lít là 340 mấy triệu đấy, giá lít tại hãng. Này thì những dòng này dùng thì quá yên tâm rồi, hàng của công ty Đông Thành Hòa Phúc nha. Em sẽ quay gần để các bác cùng trải nghiệm. Đây là tất cả những cái cầu loa của chiếc PAO Maxintosh đó, MC462 246. Riêng dòng PAO này người ta làm hai kênh và đặc biệt là dòng này làm từ 2 ohm, 4 ohm, 8 ohm riêng biệt hoàn toàn. Ngày trước thì là cái đường âm, cái cầu âm thì là trung tất 2 ohm, 4 ohm, 8 ohm, nhưng bây giờ người ta bóc tách ra là đánh từ 2 ohm là hai cầu này, 4 ohm là hai cầu, 8 ohm là hai cầu. Đó, rất là hay. Dòng PAO 462 này thì là người ta sẽ làm tách biệt hoàn toàn những cái từ những cái đường 2 ohm, 4 ohm, 8 ohm. Người ta không làm chung cầu mát nhé. Đó. Thế nên là tại sao nó có 6 cái cầu loa này. Tất cả đều Maxintosh đây. Đó. Rất là mới nhá. Và bên trên đây nó là cái đường out và đường in. Đó. Tất cả dây jack đều mạ vàng. Và bên dưới đây Maxintosh. Đó. Và dòng này sử dụng 220V, đấy là điện vào. Rất là mới rồi. Không có cái gì để chê cả. Đó. Đây là hai bên là hai cái phần tản nhiệt. Đó.
Em sẽ giới thiệu qua về cái phần công suất, về cái thông số kỹ thuật của chiếc PAO này. PAO Maxintosh 462 này là 450W từ 2 ohm đến 8 ohm, và cái số lượng là 2 kênh, và cái tổng độ méo sóng hài là 0,005%, đấy, rất là mức rất là thấp. Và cái độ động của chiếc máy này nó chỉ có 0,3 thôi, 0,3 dB, và đáp ứng tần số từ 20 Hz đến 20 kHz. Và cái kích thước của chiếc PAO này, đó là cái chiều ngang này nó là chiều ngang từ cạnh phải sang cạnh trái đây. Chiều ngang từ cạnh trái sang cạnh phải nó là 57,2 cm. Đó. 57,2 cm. Và cái chiều sâu của nó còn ấy, chiều sâu của nó là đi 44,45 cm. Và cái chiều cao của chiếc máy này, chiều cao từ dưới lên của nó là 23,97 cm. Và cái cân nặng của chiếc PAO này lên tới 52,3 kg nha các bác. Đó, kinh khủng, quá kinh khủng luôn. Đó, và chiếc PAO này thì em đã nói rồi, thì là hàng, thì hàng lướt và có cái giá vô cùng hợp lý cho quý vị và các bạn cùng tham khảo. Và tiếp theo thì em đang ghép với đây là chiếc rề. Chiếc rề là rề C48. Đó, chiếc rề C48. Thì bên đây là cái đường input này, và đây là đường volume. Đó, và có hàng cái equalizer bên dưới. Đó, và bên trên này rất đẹp. Đó. Những cái này thì hai bên là đều chỉ bụi bẩn thôi nhá các bác. Lau phát là hết luôn. Tất cả sân sắt xi đều bằng inox. Đó. Và đây là cái phía sau của chiếc rề C48 này, đầy đủ tất cả các cổng ăn chơi. Đây cái đường output là đường ra này. Đó. Và đường XLR đều đường vào tất cả các cổng ăn chơi. Và đặc biệt là chiếc rề này có cả đường USB digital input nhỉ, USB digital 1, digital 2. Đây là chiếc rề đời mới, và có cả giải mã DAC lên tới 32 bit. Đó. Vâng, video clip đến đây em xin dừng, và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo. Các bác có nhu cầu xin liên hệ qua số điện thoại 0911 886 266, và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.